Let me take a selfie. Các bạn chờ thì mình tí nhé. À, xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mang Việt Nam. Và đây sẽ là phần tiếp theo của series Sự phát triển của cảm biến ảnh trên điện thoại di động. Mình có nói đúng tên series không nhỉ? Thôi bỏ qua đi, chúng ta hãy cùng đến với đặc điểm thứ 14. Thứ 14 đó chính là cảm biến ảnh 1/1.83 inch. Nếu như cảm biến ảnh có kích thước 1/3.2 inch được coi là cảm biến ảnh trên di động có mức độ ảnh hưởng nhất trong lịch sử camera phone hiện nay, thì cảm biến 1/1.83 cảm biến 1/1.83 inch có thể coi là cụm cảm biến hiếm hoi trên di động đạt được cả hai tiêu chí, có được sự phổ biến lớn nhất trong làng cảm biến ảnh lớn hơn 1/2 inch và là tiền đề khơi mào cho cuộc chiến tăng kích thước cảm biến ảnh trên di động. Cụ thể là chiếc Nokia N8 là chiếc smartphone đầu tiên được tích hợp cụm cảm biến có kích thước trên và cũng là thiết bị đánh dấu việc camera di động bắt đầu vượt mặt máy ảnh kỹ thuật số về kích thước cảm biến ảnh. Nokia N8 đã thực sự được coi là một con quái vật chụp ảnh trong năm 2010, cũng như mang về doanh số cao cho Nokia với tổng cộng gần 10 triệu máy được bán ra tính đến hết năm 2011, bất chấp việc hệ điều hành Symbian đã lụi tàn ngay sau đó. Tiếp theo N8, thế giới cũng đã chứng kiến thêm nhiều mẫu điện thoại khác có cảm biến ảnh vượt mặt camera du lịch như là Nokia Preview 808, Nokia Lumia 1020 hay Panasonic CM1. Tuy nhiên, tất cả các mẫu điện thoại trên đều có mức doanh số kém hơn rất nhiều so với N8. Do đó thì kích thước cảm biến 1/1.83 inch vẫn được coi là cảm biến ảnh trên điện thoại duy nhất có kích thước lớn hơn máy ảnh du lịch và đạt được sự phổ biến lớn nhất. Yếu tố thứ 15 đó là khả năng ổn định hình ảnh. Bên cạnh việc đầu tư vào tính năng chụp ảnh, phải đến gần một thập kỷ kể từ khi chiếc smartphone có camera đầu tiên ra đời thì các nhà sản xuất mới bắt đầu chú ý vào đầu tư tính năng quay phim trên di động. Về cơ bản thì do không được trang bị phần cứng chuyên dụng nên lúc đầu, phần lớn video quay từ điện thoại thường có chất lượng kém, mất nét do dễ bị rung và việc khắc phục bằng phần mềm thường cho kết quả không cao. Năm 2011 thì Apple đã ra mắt chiếc iPhone 4S, đánh dấu việc camera di động lần đầu tiên được trang bị khả năng ổn định hình ảnh kỹ thuật số dựa trên cảm biến gia tốc, giúp điện thoại phát hiện các chuyển động, rung từ tay người dùng để sử dụng tính toán và liên tục đưa vị trí camera về độ ổn định cao. Kết quả là video thu được sẽ có hình ảnh được bắt nét tốt hơn. Sau iPhone 4S thì nhiều công ty cũng đã nghiên cứu ra các công nghệ giúp ổn định hình ảnh khác nhau, mà nổi bật nhất chính là tính năng chống rung quang học OIS được Nokia giới thiệu lần đầu vào năm 2012 trên chiếc Lumia 920, hay tính năng chống rung điện tử Steady Shot của Sony, và gần đây nhất là khả năng ổn định hình ảnh dựa trên con quay hồi chuyển của Qualcomm, là những bước tiến mới nhất trong việc giúp ổn định hình ảnh khi quay video trên di động nhưng vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ trên thiết kế của sản phẩm. Thứ 16, chúng ta có chụp ảnh khi đang quay video. Một tình huống đặt ra là khi bạn đang quay một video chẳng hạn, ghi lại một khung cảnh hay là sự kiện nào đó, nhưng bất ngờ trong lúc đó có một tình huống khoảnh khắc đặc biệt nổi bật nào khác xảy ra, ví dụ như là một con cá nhảy lên giữa suối chẳng hạn. Một thanh niên đang mời rượu thì bị một trẻ trâu mời vỏ chai vào đầu chẳng hạn. Bạn muốn chụp lại khoảnh khắc đó ngay lập tức, nhưng vấn đề là thao tác chuyển đổi sẽ rất lằng nhằng, mất thời gian, và chắc chắn khi bạn chuyển xong sang chế độ camera thì khoảnh khắc đó đã biến mất rồi. Do đó thì một số nhà sản xuất đã đưa ra ý tưởng cho phép chụp ảnh ngay khi quay video chỉ với một thao tác đơn giản. Chiếc điện thoại đầu tiên có được tính năng này là Galaxy Nexus của Samsung, nhưng những thiết bị được biết đến nhiều nhất lại là các mẫu Xperia sau đó của Sony, khi công ty Nhật Bản mới là người tỏ ra sốt sắng nhất cho việc phát triển và cải tiến tính năng này. Dù cho đến nay, nó vẫn bị hạn chế khi độ phân giải tối đa chỉ đạt được ngang bằng độ phân giải khi quay phim mà thôi, chứ không phải là độ phân giải thực của cảm biến ảnh. Sự phát triển thứ 17 đó là khả năng chụp ảnh nhanh. Các mẫu điện thoại được trang bị phím tắt chụp ảnh trước đây đều đã được trang bị khả năng chụp ảnh nhanh khi ấn giữ nút camera. Tuy nhiên thì khi bước sang kỷ nguyên của smartphone thế hệ mới thì tính năng này đã được phát triển tốt hơn nữa. Trên những chiếc điện thoại Xperia cao cấp Sony thì kể cả khi điện thoại đang tắt màn hình, bạn vẫn có thể giữ nút chụp ảnh là máy sẽ bật màn hình ngay lập tức và giao diện camera và lấy nét chụp ảnh tức thì. Tất cả những công đoạn này chỉ diễn ra rất nhanh với tổng thời gian chưa đến 2 giây từ khi ấn nút chụp cho đến khi ảnh được lưu. Do đó thì sẽ nâng cao khả năng tóm lấy từng khoảnh khắc hay ho trong cuộc sống chỉ nhờ vào cụm camera điện thoại. Hay là như trên chiếc Samsung Galaxy này, bấm 2 lần vào nút home xong. Hay là trên LG thì chúng ta có thể setup để bấm 2 lần vào nút giảm âm lượng. Tiếp theo đó là tính năng chụp ảnh xóa phông. Được trang bị khả năng lấy nét cận cảnh cũng đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất sẽ đầu tư mạnh vào một tính năng nâng cao để ứng dụng là chụp xóa phông. Phần mềm cho phép xóa phông đằng sau chủ thể đã tồn tại từ khá lâu trên di động rồi, nhưng chất lượng ảnh chụp thì mới chỉ được cải thiện rõ nét nhất trong khoảng
nửa thập kỷ trở lại đây. Những chiếc điện thoại đầu tiên đem đến khả năng chụp ảnh xóa phông mạnh mẽ chính là những mẫu điện thoại nội địa chạy Symbian 2 của Nhật Bản. Và cho đến mới nhất hiện tại thì không ai khác chính là những chiếc iPhone của Apple với tính năng gọi là Portrait Mode. Tiếp theo chúng ta sẽ có Slow Motion. Đây là kỹ thuật quay video với hiệu ứng hành động được làm chậm lại và chúng ta có thể thấy rõ từng hành động nhỏ của nhân vật, ví dụ như là chuyển động mô phỏng đạn bắn trong loạt phim ma trận chẳng hạn. Để tạo ra một đoạn phim slow motion như vậy thì thiết bị sẽ cần quay với tốc độ khung hình nhanh và phát lại với tốc độ khung hình chậm hơn. Và hầu hết các cụm camera trên điện thoại cao cấp hiện nay đều có tốc độ màn chập đủ nhanh để có thể ghi hình ở 120fps. Do đó thì khi phát lại ở tốc độ khung hình 25-30fps sẽ tạo ra hiệu ứng slow motion. Chiếc iPhone 5S có thể coi như chiếc smartphone đầu tiên đi tiên phong trong vấn đề này. Bên cạnh đó thì hãng Sony gần đây cũng đã giới thiệu cụm cảm biến ảnh dạng chồng thế hệ mới tích hợp bộ nhớ riêng cho phép ghi hình với tốc độ lên tới 960fps, tức là chậm gấp 32 lần bình thường nếu các bạn phát lại ở 25-30 hình trên giây. Và điều này đã khiến cho khoảng cách giữa camera di động và camera chuyên nghiệp gần hơn bao giờ hết. Như các bạn biết thì Phantom Flex là hãng điện tử đi đầu về những camera quay siêu chậm và sản phẩm của họ là Phantom Flex 4K có thể quay độ phân giải 4K ở 1000 khung hình trên giây, trong khi Sony Xperia XZ Premium cũng có thể quay được 960 hình trên giây cơ mà, gần 1000 rồi đấy. Tiếp theo đó là xu hướng camera kép. Xu hướng tích hợp một cụm camera kép trên điện thoại thực ra là đã bắt đầu từ khá lâu rồi, khoảng năm 2011, với tiên phong là các mẫu điện thoại có màn hình 3D, nhưng sau đó đã thất bại thảm hại và vắng bóng trên thị trường một thời gian sau đó. Chỉ đến năm ngoái thì camera kép mới thực sự trở lại và trở thành một tiêu chuẩn thông dụng trên điện thoại di động, với dải sản phẩm tích hợp camera kép rất dài, từ những chiếc điện thoại cao cấp đắt tiền cho đến những mẫu điện thoại tầm thấp cận trung cấp với mức giá rẻ. Hầu như những nhà sản xuất di động lớn nhất hiện nay đều đã trang bị cho những mẫu smartphone chiến lược của họ một cụm camera kép. Có thể kể đến những chiếc điện thoại nổi bật nhất về hạng mục này như là Huawei P9, iPhone 7 Plus, LG V20 hay một số mẫu điện thoại tầm trung khá đáng chú ý như là Huawei GR5, Xiaomi Redmi Pro, LG Xcam, vân vân. Tuy nhiên thì vẫn còn đó nhiều hãng sản xuất có tên tuổi chưa đả động gì đến công nghệ này như là Samsung hay là Sony và vẫn tiếp tục trung thành với cụm camera đơn truyền thống cùng các thế mạnh riêng về camera của họ. Do đó có thể thấy dù nổi bật nhưng thiết kế camera kép vẫn chỉ đóng vai trò cung cấp thêm một lựa chọn mới cho người dùng mà thôi. Và vừa rồi chúng ta đã cùng đến với 20 đặc điểm nổi bật suốt lịch sử phát triển của camera trên điện thoại di động. Nói chung là càng ngày mình càng thấy những chiếc máy ảnh cồng kềnh rồi thì máy ảnh du lịch nó vô dụng dần dần. Và smartphone bây giờ công nhận là thứ nhất là smartphone đã vô cùng phổ biến rồi, thứ hai là camera của nó lại càng ngày càng được phát triển nữa. Thì mình nghĩ là trong tương lai smartphone nó sẽ còn tiêu diệt nhiều những cái thứ khác nữa. Còn với các bạn thì sao? Các bạn cảm nhận thấy là camera trên điện thoại đã thay đổi như thế nào? Và các bạn hay sử dụng những cái ứng dụng nào nhất trên điện thoại của mình? Ví dụ như là quay chậm hay là chụp xóa phông hay là chụp 3D. Thật ra 3D bây giờ chắc chả ai chụp đâu. Nhưng mà các bạn hãy cứ bình luận vào bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số Tech Bạch tiếp theo.